Mấy ngày nay thì ở Nam Bộ trời nóng cả ngày lẫn đêm. Không biết là đêm nay có dịu đi chút nào không chị Hồng Quyên? Và khả năng là chưa dịu được đâu ạ. À. Tối và đêm nay thì vẫn sẽ còn khá nóng bức. Nhiệt độ thấp nhất toàn miền sẽ phổ biến từ 26 cho tới 28 độ. Đặc biệt ở những nơi như thành phố lớn là tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ thì sẽ còn phải chịu hiệu ứng đô thị đông đúc, cảm giác nóng bức và khó chịu hơn hẳn. Để có một giấc ngủ ngon vào ban đêm trong những ngày mà nóng như thế này, quý vị nên lưu ý chúng ta cần lau sàn nhà bằng nước lạnh, mặc những bộ quần áo ngủ rộng rãi bằng những chất liệu mát mẻ như là cô tông, vừa thấm hút mồ hôi tốt và cũng đem lại cảm giác thoải mái hơn cho cơ thể. Cần hạn chế tối đa các thiết bị điện tử hoặc là chiếu sáng trong phòng bởi vì nó sẽ dễ tỏa nhiệt ra xung quanh làm tăng nhiệt độ phòng. Sang tới ngày mai thì nắng nóng sẽ còn tiếp diễn ở khu vực miền Đông Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh từ 35 cho tới 37 độ và một số nơi của đồng bằng sông Cửu Long như tại Vĩnh Long, Cao Lãnh và Châu Đốc 35 đến 36 độ. Thành phố Cần Thơ và các nơi khác từ 33 đến 34 độ, trời cũng khá nóng. Chuyển sang thời tiết tại thành phố biển Phú Quốc, vào ngày mai ở đây thời tiết sẽ có nắng mây đan xen, nhiệt độ khá vừa phải 32 độ, về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ và rồi thì cũng sẽ dứt nhanh. Vùng biển ở tại Phú Quốc cũng như là ở Cà Mau, Kiên Giang ít mưa, trời có nắng, gió nhẹ, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau dự báo sẽ có mưa một vài nơi, trời chủ đạo là nắng, gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.